Ngày hôm qua 16 tháng 3, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành công văn gửi Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc đăng ký mục 7 tờ khai căn cước công dân là Phật giáo đối với Phật tử khi làm căn cước công dân. Ban thường trực Hội đồng trị sự đề nghị Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố khẩn trương phổ biến tới trụ trì các chùa, cơ sở tự viện hướng dẫn Phật tử khi đi đăng ký làm căn cước công dân phải mang theo giấy chứng nhận Phật tử, giấy chứng nhận quy y Tam Bảo. Theo đó, căn cứ vào khoản 6 điều 2 chương 1 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, đề nghị Ban hướng dẫn Phật tử các địa phương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp thực hiện việc cấp nhanh, dễ dàng trong việc cấp giấy chứng nhận Phật tử, giấy chứng nhận quy y Tam Bảo cho người dân có niềm tin, tín ngưỡng và yêu mến đạo Phật. Đây là nhiệm vụ thiết thực quan trọng, là trách nhiệm của các cấp giáo hội, của trụ trì các chùa, cơ sở tự viện và trách nhiệm của mỗi Phật tử đối với sự hưng long của đạo Pháp, sự phát triển của Phật giáo.